nhận định bóng đá U23 Việt Nam với U20 Hàn Quốc giao hữu quốc tế. Thời gian: 19 giờ ngày 19 tháng 4, sân vận động Việt Trì, Phú Thọ. SEA Games 31, mục tiêu quan trọng nhất của bóng đá Việt Nam trong năm 2022 đang đến gần. U23 Việt Nam với được giao nhiệm vụ bảo vệ thành công tấm huy chương vàng môn bóng đá nam. Trước khi bước vào giải đấu trên sân nhà, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có hai bài test vô cùng quan trọng với U20 Hàn Quốc. Trận đấu đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 4 trên sân vận động Việt Trì. Phú Thọ cũng là địa điểm thi đấu của U23 Việt Nam tại SEA Games 31. Hiện huấn luyện viên Park và các học trò mới chỉ có một buổi tập tại đây vào chiều ngày 17 tháng 4 với sự có mặt của ba cầu thủ quá tuổi là Hùng Dũng, Tiến Linh và Hoàng Đức. Ở thời điểm hiện tại, U23 Việt Nam đang tiếp tục giả soát lực lượng, tập luyện lối chơi và đánh giá phong độ các cầu thủ trẻ sau các giải đấu vừa qua là U23 Đông Nam Á 2022 và Dubai Cup. Nhân sự của đội tuyển cũng đang có những ca chấn thương của Việt Anh, Thanh Bình, Quang Vinh và Quang Thịnh. Tại SEA Games U23 Việt Nam sẽ phải thi đấu với mật độ dày đặc 2 đến 3 ngày trận nên đòi hỏi những tính toán nhân sự hợp lý. Theo đánh giá chuyên môn, U20 Hàn Quốc với các cầu thủ trẻ có thể hình, trình độ chuyên môn tốt sẽ là đối thủ vừa tầm với U23 Việt Nam. Như đã nhận định trước đó, dù mang sang Việt Nam với lực lượng gồm nhiều cầu thủ học sinh, sinh viên nhưng U20 Hàn Quốc không phải là đối thủ dễ sơi của U23 Việt Nam. Trong quá khứ, các đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam từng phải rất chật vật mỗi khi đối đầu với các đội trẻ và sinh viên Hàn Quốc trận đấu sắp tới đây tại Việt Trì, Phú Thọ, có lẽ cũng không ngoại lệ. Nhưng hơn tất cả, đây là bài test bổ ích với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Dự đoán tỷ số 2. Một cho U23 Việt Nam Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.